Vâng, em lại xin chào toàn thể các bác đang theo dõi video của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên trong video này cho phép em xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích đạp xe trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay em sẽ cùng với các bác đi tìm hiểu về hai chiếc xe đạp địa hình của thương hiệu Line. Một chiếc màu cam trắng ở trên màn hình, các bác thấy ở bên góc phải của màn hình, đó là chiếc xe đạp Line địa hình với mã của nó là Abeta. Và cái chiếc xe đạp địa hình ở bên góc trái của video, các bác thấy đấy, có mã là Toronto. Thì hai chiếc xe đạp này có điều gì đặc biệt thì em sẽ cùng với các bác đi tìm hiểu trong video này. Các bác hãy ở lại với em để xem hết cái video này, để xem hai chiếc xe đạp này nó sẽ có điều gì đặc biệt nhé. Và trước khi đi vào chi tiết của hai chiếc xe đạp ngày hôm nay, em cũng xin nói qua về cách thức mua bán là giao dịch của shop để các bác tiện tham khảo cũng như là mua xe. Giao dịch với shop nó dễ. Shop em thì ở Bắc Giang, các bác nào mà gần thì các bác đến trực tiếp bên shop em xem xe cũng là mua xe luôn. Thế còn các bác nào mà ở xa thì các bác yên tâm, thì các bác ở đâu trên mọi miền Tổ quốc này, nhà em đều ship hàng tận nhà cho các bác. Và shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua, xe đạp gấp. Các bác nào mà có nhu cầu tham khảo cũng là mua xe, các bác hãy gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình các bác thấy này, cũng như là kết bạn Zalo qua số điện thoại đó, hoặc là số điện thoại em để phần tiêu đề hoặc phần mô tả, thì bên em sẽ có em trực tiếp là chủ shop nghe máy tư vấn báo giá cụ thể cho các bác, cũng như là các bác gọi video qua Zalo em sẽ quay trực tiếp xe cho các bác để các bác có thể dễ dàng tìm hiểu về cái chiếc xe đạp phù hợp với nhu cầu cũng như là vóc dáng của các bác. Và đi chi tiết về hai chiếc xe đạp ngày hôm nay thì em sẽ đi vào chiếc xe đạp tìm hiểu cùng các bác về chiếc xe đạp bên góc phải màn hình có màu cam trắng, mã của nó là Abeta. Hai chiếc xe đạp này thì cùng một thương hiệu nhưng mà nó khác nhau về mã. Đó. Thì em vẫn luôn giới thiệu tới các bác từ bên phía trên xuống để các bác tiện quan sát này. Với chiếc xe đạp Line địa hình cam trắng Abeta thì tay lái của nó thiết kế tay lái bằng và thiết kế hơi cong một chút này. Hơi cong một chút. Và trên hai cái phần tay cầm này thì nó được thiết kế là cái phần cao su lon để giúp các bác điều chỉnh được. Các bác cầm lắm khi mà đạp xe ấy thì nó rất là êm tay và nó sẽ không bị trơn trượt. Cũng như là trên bề mặt nó được làm nhám rất là nhiều. Thì các bác đạp xe với thời tiết nắng nóng ấy, nó có ra mồ hôi tay thì đảm bảo các bác nó sẽ không bị trơn trượt nhé. Và tay lái đây được thiết kế là tay lái bằng hợp kim nhôm, trọng lượng rất là nhẹ này. Đó. Và trên đây có phần phản quang phía trước. Và phanh sử dụng là phanh của hãng, đây là hãng SN. Đó, phanh của hãng SL, phanh dầu như các bác nhé, tay phanh bằng, thiết kế cùng với củ đề là gần nhau để các bác dễ dàng điều chỉnh này. Đó, củ đề ở đây. Củ đề là của hãng Spur. 11 Spur này, các bác có thể nhìn thấy trên màn hình này. Em thì em không giỏi tiếng Anh nên ra là em cứ đọc lên cho các bác, còn quay các bác kết hợp cùng với hình ảnh này các bác dễ nhận biết. Đó, củ đề của hãng AX các bác. Đấy, đây, củ đề của hãng AX. Và phanh là của hãng đây, hãng L, SL. Đó. Quay để các bác xem dễ. Và xuống đến cái phần bánh trước ở đây là cái phần có phần càng này, phần càng là thiết kế là thép đúc. Phần càng có thuộc đây là thuộc dầu. Đó. Đây là thuộc dầu, có khóa hành trình. Thì khi các bác mà đạp xe với cái địa hình gồ ghề mấp mô đấy thì các bác mở cái phần khóa hành trình ra thì phần thuộc nó sẽ hoạt động. Thế còn các bác đi đường phố, các bác khóa cái phần khóa hành trình vào thì xe sẽ đi trên đường phố. Đó. Và xuống đến cái phần bánh ở đây thì là được thiết kế bánh ở đây là được thiết kế là bánh đây quay cho các bác xem này, bánh 27.5 x 2.10. Thì với cái chiếc xe đạp địa hình mà bánh như thế này thì phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m7 trở lên đến 1m80 hoặc 85 đều đi phù hợp. Đó, đi rất là vừa. Và cái phần bánh được thiết kế là xe địa hình nên nó có kích thước rất là to này. Trên bề mặt rất là nhiều phần nhám để khi mà các bác đạp xe nó sẽ tiếp xúc với cái mặt đường, nó rất là ma sát rất là tốt, cũng như là cái phần độ nhám này bám đường rất là tốt luôn. Đó. Phần lốp thì được sử dụng là cao su cao cấp, bên trong có xăm cũng được làm cao su cao cấp này. Vành ở đây là vành nhôm. Đó, vành là vành nhôm.
Và lan hoa là lan hoa thép liền với phần trục. Trục ở đây sử dụng là trục tháo nhanh các bác nhé. Đó, với phần phanh ở đây là phanh thắng đĩa có dầu nhé. Và có phần phản quang bánh xe này. Van sử dụng ở đây là van giống van xe máy. Điều chỉnh được cái lượng hơi được ở bên trong. Nếu như mà nó căng quá các bác xả ớt hơi đi cho em. Thế còn nó lon quá các bác lại phải bổ sung hơi vào để đảm bảo cái lượng hơi nó luôn được ổn định bên trong. Các bác đạp xe nó sẽ có độ êm ái nhất định mà nó không ảnh hưởng đến phần xăm. Khi mà các bác đạp xe mà nó căng hơi quá nó sẽ bị sóc. Còn non hơi quá nó sẽ ảnh hưởng là nó sẽ gây rách xăm này, thủng xăm, bánh nó không hoạt động nữa, dẫn đến là cái xe của các bác không hoạt động được nữa luôn. Đó. Và ở đây là cái phần khung. Khung thì các bác có thấy một cái điều nó hơi đặc biệt một chút không ạ? Đó, khung của nó ở với cái phần khung dưới này nó hơi cong vút lên cái kiểu hình cầu vòng một chút này. Đó, thiết kế rất là đẳng cấp theo kiểu của, nói thật là với anh em giới trẻ đi xe này sẽ hợp lý hơn này các bác trung niên, các bác có tuổi. Đó. Và phần khung này thì được thiết kế là khung hợp kim nhôm nhá, trọng lượng rất là nhẹ này. Sơn một cái lớp sơn tĩnh điện cao cấp với cái mối hàn ở đây các bác thấy này. Mối hàn đây là mối hàn vẩy cá. Mối hàn vẩy cá này thì nó hàn ở đây được xử lý sơn rồi. Các bác nhìn thấy là rất là đều nhau, 10 mối như một luôn. Và được in lỗi dòng chữ Lai và mã của nó này. Đó. Abeta này. Thương hiệu Lai ở đây này có giá đựng bình nước cũng kèm theo là cái giá đựng bình nước đây thiết kế ở đây. Và tiện đây em cũng xin nói qua về cái quy trình mà nhà em khi mà nhập xe từ công ty về là nhà em phải bóc hộp xe. Sau đó là phải có anh thợ kỹ thuật ráp xe lên thì cái video bóc hộp xe, đập hộp đấy thì em đăng tải lên kênh YouTube mà em rất là nhiều rồi, các bác có thể tham khảo. Sau đó là ráp xe lên thì test xe xem có gặp cái sự cố gì không, rồi sau đó là khắc phục, nói chung là hoàn thiện chiếc xe đạp hoàn chỉnh thì em mới quay video cho các bác xem như thế này để các bác tham khảo. Thế còn xe ráp lên như thế nào thì em quay video như vậy. Và với chiếc xe đạp này nó không có cái phần giá đựng bình nước cũng như là bình nước, các bác yên tâm. Các bác mua xe bên shop em sẽ tặng kèm cho các bác nhé. Và tiếp nữa là các bác mua xe bên shop em thì sẽ được tặng kèm một cái bộ lục đa năng để các bác có thể về các bác tự lắp được xe, hoặc là các bác nhờ các bác thợ thể thao chuyên về xe đạp thể thao á, ráp xe lên thì cũng có thể là có đồ để lắp, thì cái bộ lục đấy nó rất là đa năng, nó có thể lắp được là hoàn chỉnh lên một cái chiếc xe đạp. Đó. Và kèm theo là một cái phiếu bảo hành, thì trong thời gian bảo hành xe, xe nó gặp bất cứ cái sự cố gì về nhà sản xuất thì bên em sẽ hoàn xe về và khắc phục lỗi rồi gửi lại cho các bác. Nên là các bác yên tâm về chế độ bảo hành. Và với các bác nào ở Bắc Giang thì các bác phải nghe rõ nhá, các bác ở Bắc Giang thì các bác yên tâm là các bác mua xe shop em sẽ được miễn phí giao hàng tận nhà. Đó, và với các bác mà ở địa phương khác không phải ở Bắc Giang, với tất cả các bác khách hàng mà mua xe ở shop em với trị giá chiếc xe đạp trên 10 triệu đồng thì bên em sẽ tặng full phụ kiện cho các bác luôn. Đó. Thông tin rất là đặc biệt nhá, chỉ ở shop em mới có thôi. Và ở đây thì quay trở lại chiếc xe đạp này. Các bác có thể thấy đây là cái phần cọc yên, cũng là phần yên này, cọc yên là làm bằng nhôm. Phần cọc trên cái phần yên là khung thép. Bên trong là bọc một cái lớp đệm mà bên ngoài bọc da để đảm bảo các bác ngồi đạp xe nó rất là êm, nó không bị đau mông nhé. Đó. Xuống đến cái phần trục này. Trục thì được thiết kế ở đây là trục bên trong có vòng bi bạc đạn này, phần đùi đĩa là của hãng MPE. Bàn đạp ở đây là bằng nhựa cao cấp, làm nhám hai bên cái bề mặt này rồi. Đó, và trước sau thì nó có phần phản quang. Đó, trước sau nó phần phản quang này. Và ở đây thì sang đến phần bánh sau nó như thiết kế như bánh trước thôi. Nó không khác gì cả. Có cái phần chân trống đi theo xe này. Và cái phần bộ phận chuyển động thì gồm có 3 đĩa và líp thì gồm có đây em cùng các bác đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 đĩa. 11 đĩa và xin lỗi các bác là 11 líp và 3 đĩa. Đó thì các bác có thể điều chỉnh được đầy đủ các chế độ các bác đạp trên các cái địa hình khác nhau rồi. Đó, và cái phần gạt líp này là của hãng AX. Đó, gạt líp là của hãng AX. Gạt líp trước thì là của hãng LT World. Đó.
Đấy, thì các bác quay chi tiết cho các bác để các bác xem. Đấy, chiếc xe đạp Line Aveta này. Đó. Và tiếp theo là sang đến cái phần thứ hai. Đây là cái phần chiếc xe đạp cũng là địa hình của thương hiệu Line, nhưng mã của nó là ở đây là Tour. Đó. Thì nó có điều gì khác với cả với cái chiếc xe đạp địa hình Line Aveta này? Nhìn về cái tổng thể thiết kế nó đã có phần khác nhau rồi bác ạ. Đó. Em cùng các bác giới thiệu lại này. Giới thiệu về chiếc xe đạp này. Tay phanh vẫn sử dụng tay phanh bằng này. Tay lái cũng vẫn là sử dụng tay lái bằng. Phanh vẫn là dầu, phanh dầu này. Và phần phanh cũng như là cái phần củ đề vẫn giống như là cái chiếc xe đạp Line Aveta kia. Phần bánh. Bánh ở đây thì là bánh 27.5 x 2.10 thì cũng là giống như là kích thước của bánh kia thôi. Vẫn có phần nan hoa là bằng thép, vành thì vành nhôm. Phanh vẫn là sử dụng phanh thắng cơ có dầu này. Van vẫn là sử dụng là van giống xe máy. À, có phần khung. Phần khung thì thiết kế các bác có thể so sánh nhìn thấy đâu ạ. Phần khung này thiết kế là nó có thể nhỏ hơn cái khung kia một chút. Và nó được sơn là màu trắng kết hợp phần chữ in nổi màu đỏ này. Thương hiệu Line cũng như là mã của nó là Toronto. Cọc yên tất cả mọi thứ thì cũng giống luôn. Sang đến có một cái đặc điểm. Đây các bác thấy không ạ? Đây là cái phần khác so với lại cái phần chiếc xe đạp Line Aveta kia. Và cái bộ phận chuyển động xích của nó ở đây là thiết kế là của hãng KAM. Đó. Và bộ phận chuyển động của nó thì chỉ có hai đĩa thôi. Hai đĩa. Và cái phần đùi đĩa là của hãng Plowell. Kia là chiếc xe đạp Aveta là của hãng MPE. Đây là sử dụng là của hãng Plowell. Đó, và phần líp sau. Rất là nhiều líp nha các bác nhé. Các bác cùng em đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12. 12 líp các bạn, 12 líp và hai đĩa. Thì các bác đạp xe các chế độ khác nhau đều đi được hết các bác nhá. Không còn gì để nói nữa với chiếc xe đạp này luôn. Nó có mã khác nhau nên là nó cũng có một cái điểm gì đấy nó khác nhau các bác ạ. Hai chiếc xe đạp này rất là đẹp. Các bác có thể thấy này. Tùy thuộc theo cái nhu cầu cũng là, hoặc là các bác mà chơi phong thủy, các bác hợp với màu cam trắng các bác chọn màu cam. Các bác mà hợp với màu đỏ trắng các bác chọn màu đỏ, màu trắng. Đó. Còn chiếc xe đạp là thì không còn gì để chê nữa rồi. Nó rất là đẹp. Và đây thì nói chung chiếc xe đạp địa hình này thì dành cho những anh em mà giới trẻ đam mê về đạp địa hình. Hơn là các bác có tầm trung. Các bác tầm trung thì các bác đạp xe thì đi các dòng thể thao, xe đua thì em nghĩ là hợp lý hơn. Đó thì trong cái video mà em và các bác vừa tìm hiểu về hai chiếc xe đạp Line Aveta màu cam trắng cũng như là chiếc xe đạp Line Toronto màu đỏ trắng. Đấy thì nó có những cái điểm gì nổi bật cũng như là khác biệt nhau thì em cùng các bác vừa tìm hiểu rồi. Thì em xin nhắc lại nhé. Shop em là shop chuyên cung cấp các cái dòng xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, xe đạp đua. Các bác nào mà có nhu cầu tham khảo cũng là mua xe, các bác hãy gọi điện trực tiếp cho em cũng như là kết bạn Zalo qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là em để phần tiêu đề, phần mô tả. Thì bên em sẽ có em và các bạn xin lỗi các bác, thì bên em sẽ có em là chủ shop, em sẽ trực tiếp nghe máy tư vấn báo giá cụ thể cho các bác này. Các bác gọi qua Zalo em sẽ quay xe trực tiếp cho các bác xem để giúp các bác có thể lựa chọn cho mình được một chiếc xe đạp nó phù hợp với vóc dáng là nhu cầu của mình. Video của em được xin được tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo em sẽ đăng tải lên kênh YouTube trong thời gian sắp tới. Các bác có yêu thích em thì các bác hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như là bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.